Hi, xin chào mọi người, lại là mình đây, Lâm Phát Studio. Sau một thời gian mình không có ra clip hướng dẫn cho mọi người các cái VST và các mix nhạc trên Studio One và trên Cubase thì hôm nay mình rảnh rỗi thì mình sẽ làm cho mọi người một cái video hướng dẫn cho mọi người cách một cái VST để mọi người có thể mix được cái backing vocal hay gọi là background, cái nền phía sau cho nó dày hơn, cho nó đầy đủ hơn, cho nó sinh động, nó sống động hơn nha. Và cái VST này thì là một cái VST rất là hay và nó đặc biệt là nó free à, các bạn tải về và sử dụng nha. Rồi hôm nay mình sẽ đến với cái Vocal Doppler của hãng Isotope. Đây, để mình mở cho các bạn xem. Thì thường cái Doppler này là gì? Tức là nó nhân đôi, nó làm cho vocal mình nó dày hơn nè, nó rộng hơn nè và nó sinh động, nó sống động hơn, như là có rất là nhiều người hát phía sau, đúng không? Làm cho tầng tầng lớp lớp, nó tạo ra rất là nhiều layer, đúng không? Làm cho vocal của các bạn nó đầy đủ hơn ha. Rồi, đây là cái giao diện của cái Vocal Doppler. Thì mình sẽ để link bên dưới cho ai muốn tải cái VST này về nha. Rồi thì trước tiên á, thì muốn làm cái sử dụng cái Vocal Doppler này thì các bạn tắt các cái hiệu ứng delay, reverb đi nha. Thì thường nó đã có sẵn các hiệu ứng ở trong rồi, các bạn không nên sử dụng thêm cái không gian nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta nghe, mình tắt hết nha. Thì đây là cái backing của mình nha, mình có hai track backing này, các bạn nghe nha. Thì mình đã làm ra hai track backing vocal và mình đã pan hoàn toàn sang trái và một cái hoàn toàn sang bên phải. Sau đó mình send mình qua một cái bus ha, cái bus one này đây. Mình cho nó vào. Rồi sau đó thì mình sẽ bỏ một cái vocal doppler vào đây nha. Đây. Thì mình xóa đi. Bình thường thì nó không có, nó hiệu ứng nó như thế này, nó ở trong phần isotope đây, vocal doppler. Rồi mình nói qua cái separation. Separation có nghĩa là làm cho cái không gian nó rộng hơn, được chưa? Làm cho không gian của bạn nó của cái vocal của mình nó rộng hơn. Thì backing thì mình đã cho nó stereo ra hai bên tai rồi, nhưng mà nó chưa đủ rộng thì mình sẽ thêm vào cái separation nha, các bạn nghe nha, mình thay đổi cái separation này. Và anh chẳng thể trả lời nếu đôi bàn tay của em ở lời nỗi giờ là yêu chưa kịp mất em thân rồi đành ngậm ngùi chôn giấu yêu thương. Và anh cũng chẳng thể nào ở bên cạnh em như ta đã từng giấc mơ tuổi xuân xa vời. Đó. Rồi cái thứ hai là variation. Variation có nghĩa là làm cho nó nhiều hơn á, nó nhiều lớp hơn á, làm cho nó sinh động hơn à. Các bạn có thể xem cái vocal tip, có nghĩa là cái hướng dẫn của nó ở đây nha. Nếu mà những ai biết học có khả năng về tiếng Anh đó thì có thể xem cái hướng dẫn ở trong đây. Đây. Free vocal ha, free vocal top level plugin, tip and mix vocal này. Rồi, nè, nghe nó nói nè, nó có manual cho các bạn nè. Bắt đầu với cái free miễn phí plugin này nha. Rồi, cái lead vocal nó sẽ được làm cho thành multiple vocal layer, tức là làm cho cái vocal của mình nó có nhiều lớp lang hơn, nó dày hơn. Thêm vào đó cái emotion, tức là thêm vào nhiều cảm xúc hơn này. Build cái intensity này, build cái cường độ này. Và làm cho cái phần chorus này, những phần điệp khúc hay những phần lặp lại phần hook này nó tăng thêm, nó boost lên thêm, được chưa? Đó là nó giới thiệu. Thì rồi
Nó có hai cái variation knob và cái separation knob. Thì nó không có, và một cái nó nói là không có quan trọng về cái budget, là cái túi tiền của bạn đó, và các và cái thể loại. Thì rất là cái plugin này rất là đáng để các bạn có thể sử dụng cho việc mix vocal, đặc biệt là mix cái backing vocal đó. Đó. Rồi, cái variation nó làm cho các bạn nó là cái mình dở lại nha. Nè, hãy chắc chắn rằng cái vocal của chúng ta là nó sạch sẽ nè và nó khô, được chưa? Nó không có hiệu ứng về không gian nhiều nhá. Như reverb hay là other effect nè. Đó, nó nên là khô để nó có thể add vào đó những cái layer nó ok hơn nhá. Rồi, cái variation các bạn nghe và nhận biết nha và thấy sự khác biệt của nó nha. Anh chẳng thể trả lời nếu đôi bàn tay của em ở lại, nói ra lời yêu chưa kịp mất em thân rồi, đành ngậm ngùi chôn giấu yêu thương, và Cảm giác như các bạn thấy là nhiều người hát hơn á, và nó sống động hơn, nó sinh động hơn à. Rồi một cái nút bên này nữa là cái effect only, có nghĩa là cái mức độ tác động nhiều hay ít á, các bạn pha vào đó, pha cái vào cái vocal này nhiều hay ít cái doppler không, ví dụ mình để về không thì nó không có pha vào gì cả, nghe nó như là ban đầu thôi, như là mình bypass nó đi, mình không tác động vào nó. ở bên cạnh em như ta đã từng, Đó, mình để vô giấc thì mơ nó tôi xuân xa tác động vời, nhiều hơn, bơi mình do không thêm duyên vào đó trời nhiều lượng hay hơn. phận duyên. Đó. Rồi, cái doppler này thì đơn giản thôi, các bạn có thể nghe và các bạn pha sao cho nó phù hợp ha. Mình thì thường dùng cái doppler này cho việc mix backing vocal á, chứ còn và một số hiệu ứng và một số trường hợp mình dùng là những cái điểm nhấn á, những cái điểm nhấn khi mà cần dày hơn. Ví dụ nhạc rap cần chỗ nào cần dày hơn, giống như nhiều người hát vô hơn thì mình sẽ cho cái vocal doppler này vào. Rồi, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái VST plugin free ha. Thì các bạn có thể tải về và thử sử dụng coi nó có phù hợp với phong cách mix của các bạn không nhé. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip hướng dẫn về các VST, về các việc mixing và mastering vocal nhé. Hẹn gặp lại mọi người.